tin cậy xin chào quý bà con nha. Thì để mà phục vụ cái nhu cầu của bà con khắp cả nước thì ngày hôm qua tin cậy cũng đã về kho rất là nhiều cái những cái mã sản phẩm của nhập từ bên Nhật Bản về. Thì ở đây có nhiều lắm, có dây phun áp lực này, có mấy cái đầu phun cũng như là nhiều cái mã cắt cỏ. Hôm nay cùng em khui thử một cái mã nha. Bà con nhớ theo dõi tin cậy để mỗi ngày khui vài cái cho bà con được biết. Thì ở đây là đầu tiên là cái máy cắt cỏ của Oshima. Cái mã của nó nha là CX330, có thông tin của nhà nhập khẩu ở đây luôn. Rồi bên hông nó thì một vài thông số cơ bản thôi. Để khui thử. Một bộ này thì sẽ chia ra hai phần, là đây là cái đầu máy và một xíu nữa còn cái cần nữa. Rồi, trong phần máy đây, một quyển sổ hướng dẫn có cả cái danh sách của Oshima, những sản phẩm khác bà con có thể tìm hiểu thêm, cũng như là hướng dẫn sử dụng, thông số cơ bản của cái máy. Rồi bên trong thì có cái này là miếng trắng này, miếng trắng cũng cần xíu nữa coi thử. Rồi ba cái túi này là mấy cái túi bảo quản một vài cái linh kiện của máy, khi mà dùng xong bà con cần tháo ra để bảo quản thì nó sẽ đựng đầy đủ thương hiệu của Oshima nha. Đây có một cái túi chăm sóc bằng da đây. Rồi đây mình sang đây cục máy chính này. Cục máy chính có cọng dây nối ra cái tay cầm đây. Rồi đi kèm một bộ mấy cái trang thiết bị để hỗ trợ cho bà con tháo lắp, không cần phải mua thêm. Rồi đây lưỡi cắt cứng cáp. Ở trên máy thì ở đây có đầy đủ nhãn mác của Oshima, hướng dẫn sử dụng, rồi một số thông số cơ bản này, có thể thấy nắp chụp nè, nắp chụp bình xăng con, rồi bình xăng con tiết kiệm nhiên liệu, IC mâm lửa, có in nổi của Oshima. Đây dây giật khởi động có trợ lực, bình xăng nối lên trên cái bình xăng con để tiết kiệm nhiên liệu. Đây một cái bình dự phòng. Đó, đây là cái cục thân máy rất là nhẹ nhàng, không cần phải lo cắt mà đau mỏi vai, nối đến cái cần này, cái cần. Đây là một bên tay, còn một bên tay nữa này. Rồi đó là phần máy, nó sẽ có đầy đủ một bộ như thế này. Và bây giờ khui thử cái cần nha. Đây là hộp của cái cần. Đây bà con nhớ kiểm tra đúng cái mã của nó là 330. Rồi đây hình của Oshima, cái máy nó sẽ ra như thế này. Rồi máy cắt cỏ, thông tin website, rồi một số cái đặc điểm nổi bật của nó này, khung bảo vệ, rồi thiết bị công nghệ Nhật Bản, bình xăng con, rồi tốc độ của vòng xoay máy và tiết kiệm năng lượng. Rồi khui thử. Đây nãy là một cái tay cầm nữa đúng không? Tay cầm thứ hai nó sẽ nằm ở trên cái cần. Rồi cái mã này thì nó sẽ là cái cần cố định, chiều dài của nó là 1m6. Đây, hộp cứng cáp có một vài cái điểm chống sốc để bảo quản khi mà bà con vận chuyển. Đây trên thân thì đầy đủ số điện thoại tư vấn, rồi có cái mã để cho bà con đăng ký cái bảo hành điện tử, thông tin của nhà sản xuất. Rồi một số cái nhắc nhở khuyến cáo khi bà con sử dụng này, như đội nón bảo hiểm, đeo găng tay, đi ủng. Rồi một số cái lưu ý khi mà sử dụng. Đây hai cái đầu qua. Đây
ở trên thân thì đây là vị trí mà lắp, bà con lắp hai cần này. Cần này thì điều chỉnh được tùy theo cái tay của bà con nha. Rồi cần này để nối với máy. Đây. Vẫn còn dầu dờn để mà bảo quản máy luôn nè. Đây. Đó, và đó là cả bộ cái sản phẩm máy cắt cỏ. Mã của nó là 330. Đây là một mã thôi nha, sẽ còn rất là nhiều cái mã khác, cũng như là nhiều cái sản phẩm đầu máy dầu dờn, cũng như là mấy cái bình phun này. Rồi bà con có nhu cầu thì có thể liên hệ với tin cậy để tìm đúng cái mã mà phù hợp với cái nhu cầu bà con cần dùng nha. Rồi, xin chào bà con.